Kính chào quý vị đến với kênh Thời sự và Giải trí. Kênh xin kính gửi tới quý vị nội dung Myanmar phép thử bàn cờ chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương Tác giả Nguyễn Khẩn Kính mời quý vị cùng theo dõi. Việc Dương Khiết Trì danh mãnh thao túng cuộc gặp Trung Mỹ đầu tiên tại Alaska dưới thời Tổng thống Joe Biden khi sử dụng 17 phút thay vì chỉ được phép 2 phút để tuyên bố đầy ngạo mạn và thách thức Mỹ trước truyền thông là điều mà đúng ra chỉ được phép nêu ra trong một cuộc họp kín chính thức sau đó. Cho thấy hình như là Trung cộng đã làm chủ tình hình trong vùng Ấn Độ Thái Bình Dương, bất chấp chiến lược Ấn Độ Thái Bình Dương tự do và rộng mở của Mỹ, Nhật, Ấn, Úc. Bao vây và kiềm chế sự trỗi dậy đầy cơ bắp của trung cộng dương khiết trì chính thức tuyên ngôn với mỹ rằng mỹ không đủ tư cách nói chuyện với trung cộng bằng tư thế kẻ mạnh không phải bây giờ mấy chục năm trước cũng vậy chắc họ dương đã ẩn ý từ lúc trung cộng còn khó khăn vẫn không xem mỹ là nước chiếu trên huống hồ chỉ không rõ thời tổng thống donald trump tư thế của trung cộng thế nào mà lại mềm nhũn như con cuốn con trước mỹ nhưng nếu mà nói trung cộng biết nhẫn nhịn thu mình chờ đợi hoặc tìm cách loại bỏ ông trump khỏi ghế tổng thống để lấy lại thế ngang hàng tìm cách giành ghế trên hàng với mỹ như là một chiến lược dài hơi thì rõ ràng trung cộng đã quá cao tay nếu không muốn nói là thành công xuất sắc rất đáng mặt của một nước tranh bá trung cộng không phải có lý khi nói về điều đó vì trong thời tổng thống obama gần như trung cộng thao túng toàn bộ khu vực ấn độ thái bình dương trước phản ứng yếu ớt của mỹ thời ấy triều tiên liên tục khiêu khích mỹ trước sự bất lực của obama trung cộng quậy phá senkaku của nhật tạo ra căng thẳng ngoại giao nghiêm trọng, bất chấp hiệp ước hổ tương quân sự Mỹ-Nhật, chiếm bãi cạn Scarborough của Philippines, tôn tạo bảy đảo trong quần đảo Trường Sa cướp của Việt Nam để Tổng thống Obama phải chui ra phi cơ bằng đường đuôi khi đến Trung Cộng. Thì rõ ràng, Trung Cộng không phải là chiếu dưới của Mỹ. Nếu không muốn nói, có phần trên cơ Mỹ chứ chưa hẳn phải là ngang hàng tổng thống donald trump quá tài năng và uy lực hành xử khó đoán khiến tất cả binh pháp tôn tử của trung cộng trở nên vô dụng nên trung cộng đành chịu lép vế cam chịu nhịn nhục tìm mọi cách để làm donald trump phơi áo bởi ông trump mới làm tổng thống hơn nửa nhiệm kỳ mà tập cận bình đã phải thất thà thất thểu về chiến khu giang tây xưa để kêu gọi trường trinh vạn lý chiến đấu nếu ông trump thắng thêm một nhiệm kỳ nữa thì không biết trung cộng còn có sức vạn lý trường trinh cho nên để thế chiến thắng chiến lược lớn nhất của trung cộng với mỹ hiện tại chính là loại bỏ ông trump khỏi ghế tổng thống mỹ để giờ đây trong mắt của tập cận bình không còn bất cứ ai bất cứ nước nào có thể ngăn cản giấc mơ trung hoa của ông Tình hình hiện tại ở Ấn Độ, Thái Bình Dương sau khi Trump bị loại khỏi tòa Bạch Ốc có vẻ đã khác. Một, có tin chiến hạm Trung Cộng đã xâm nhập vào Senkaku. Nhật tuyên bố nếu chiến hạm này xâm nhập vào Senkaku một lần nữa thì Nhật sẽ nổ súng. Hai, có tin Đài Loan sẽ đáp trả đe dọa của Trung Cộng, rằng Trung Cộng muốn thì cứ tấn công, Đài Loan sẽ chiều. Ba, có tin hơn 200 tàu chiến của Trung Cộng đã bu dày đặc ngoài biển khơi của Tây Philippines. Bộ Ngoại giao Philippines đang tìm cách đối phó. 4. Có tin tàu hải cảnh Trung Cộng không còn đảo tới đảo lui trong bãi đá ngầm tư chính của Việt Nam mà có vẻ muốn ăn dầm nằm dề nhiều ngày hơn. 6. Dộ tin Trung Cộng đã ban hành luật pháp cho phép tàu hải cảnh biển nổ súng và 7. Chuyện gì đang xảy ra? Trung Cộng đang hậu thuẫn Thống tướng Myanmar Min Aung Liang, đảo chính chính phủ dân sự của bà cố vấn Aung San Suu Kyi, rộng đường cho Trung Cộng kiểm soát đất hiếm của Myanmar trong cuộc chiến công nghệ. Và thông thường, Trung Cộng ra vào Ấn Độ Dương, phòng khi eo biển Malacca bị phong tỏa. Vị trí của Myanmar quá quan trọng trong chiến lược bành trướng của Trung Cộng về con đường tơ lụa về con đường vận chuyển năng lượng nguyên vật liệu myanmar cũng là nước giàu tài nguyên đáp ứng cho nền kinh tế trung cộng nếu chính phủ biden và cộng đồng quốc tế không có biện pháp nào khả dĩ để phục hồi nền dân chủ cho myanmar thì có nghĩa là mọi nỗ lực bao vây và kiềm chế trung cộng sẽ không còn bao nhiêu tác dụng may mắn là nhân dân myanmar quá kiên cường có thể bẻ gãy ý đồ nham hiểm của trung cộng song nếu mỹ và cộng đồng quốc tế không có sự nỗ lực và hỗ trợ đúng mức thì máu của người dân myanmar sẽ tiếp tục đổ ra không biết bao nhiêu khó có thể tưởng định nổi và họ đổ máu không chỉ vì nước họ mà còn gián tiếp ngăn chặn bàn tay gian ác của trung cộng cho nhân loại họ xứng đáng được cộng đồng quốc tế quan tâm chia sẻ và giúp đỡ với hình ảnh thảm hại của Tổng thống Biden vấp té đến 3 lần trên cầu thang máy bay vì gió. Không đứng vững trước gió thì làm sao đứng vững trước những mưu hèn kế bẩn của Tập Cận Bình. Điều lạ là Ấn Độ, một thành viên quan trọng của Quad đã hùa về với Trung Cộng để ngăn chặn Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết lên án cuộc đảo chính quân sự của quân phiệt Myanmar. Có vẻ như Ấn Độ muốn tranh giành ảnh hưởng quân đội Myanmar với Trung Cộng, không để Trung Cộng độc quyền thao túng quân Việt Myanmar. Nếu đúng vậy thì quyết định của Ấn Độ không chỉ vô cảm với nhân dân Myanmar, chưa chắc đạt được mong muốn mà còn có thể làm suy yếu quát. Hiện tại Myanmar đã hình thành chuyến tiến rất rõ ràng, một bên là quân đội đảo chính tàn ác, Bên kia là toàn dân Myanmar trong và ngoài nước đồng tâm chống lại đảo chính thì khả năng quân phiệt giành chiến thắng là không nhiều. Đây là cơ hội không gì tốt hơn cho tổng thống Biden vào cuộc, chỉ là không biết ông có dám ra gió hay không. Bởi nếu phép thử của Trung cộng tại Myanmar thành công sẽ tạo tiền đề cho Trung cộng bành trướng. Kính thưa quý vị, Vừa rồi là nội dung bài viết của tác giả Nguyễn Khẩn có tựa đề Myanmar phép thử bàn cờ chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương đến đây là kết thúc. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những nội dung sau.